Chúng ta chỉ cần hẹn một lời là chúng ta cứ nhớ thế mãi. Ngày xưa có hợp cháu về cái đầu này thì lúc ấy mới làm bạn với nhau được. Ngồi xe mà chỉ sợ ông chạm vào người, ông chạm vào tay nhau. Xin chào các bạn, mình là Tuấn Trơn của Hàng Xóm Tây và Tuấn đang ở công viên Nghĩa Đô. Hôm nay Tuấn đến đây để gặp các ông bà để tìm hiểu, khám phá về cái tình yêu ngày xưa của ông bà như thế nào. Không biết là các ông có biết không, nhưng mà khá nhiều người trẻ tìm người yêu qua điện thoại ấy ạ. Cảm thấy thoải mái thì hẹn nhau trực tiếp. Thì ngày xưa thì tán người yêu như thế nào ạ? Ngày xưa không có hẹn hò đâu. Vâng ạ. Là như bác thích cháu ấy, phải lòng mặt lấy, có cảm tình với con người với nhau. Từ đấy quen dần. Từ tình cảm ít đến tình cảm nhiều. Bọn bác không tán gái đâu, chỉ có tào lao thôi. Tào lao trêu nhau thế thôi. Chứ ngày xưa cái đám tần gái nó không có đâu. Tình yêu là tự nhiên nó đến, chứ không phải là cài đặt trước đâu. Có vẻ ngày xưa không yêu cầu cao lắm, không kén chọn lắm. Đúng, đúng. Bảo tác như thế nào thì bà thì không? Thì các bà chịu. Mỗi một người quan niệm một khác, và mỗi một người biểu hiện một khác, mỗi một thế hệ biểu hiện một khác. Thương của các bà thì có khi không dám nắm tay nhau. Nhưng mà bây giờ thì có khi nào ăn cơm trước kén. Chúng tao đi làm thì bạn bè nó bảo mày lấy cái thằng cái tốt đi thì là lấy thế thôi. Ôi, là tự nhiên luôn. Ừ, tự nhiên luôn. Thế là nó tổ chức cho thì có mỗi nước với lại nước chè chứ có cái gì đâu. Nhưng mà bắt đầu yêu nhau rồi mà là không có điện thoại thì làm sao mà liên lạc được ạ? À? Chả liên lạc gì, đi sơ tán mấy năm chả liên lạc gì. Ngày xưa làm gì có điện thoại mà liên lạc. Chúng ta chỉ cần hẹn một lời là chúng ta cứ nhớ thế mãi. Thế làm sao mà chứng minh được đang yêu nhau? Ừ, thì đã hẹn với nhau rồi, à thì tôi với anh yêu nhau là sẽ lấy nhau thế thôi. Thế là chúng ta cứ tin thế. Thư cũng chẳng có thư. Thế là cứ tin là người yêu đang chung thủy. Ừ. Cứ tin là ông này đã hẹn với mình, ông sẽ lấy mình thế thôi. Còn lúc nào ông lấy thì không biết. Thế nếu mà tìm một người xấu thì chết. Người xấu thì mọi bạn bè nó lại bảo thằng cái xấu mày đừng có yêu. Cháu ơi, nhưng mà, dạ. Yêu trên mạng nhá, kể cả là 60, 70 cháu cũng tưởng là em. ý là chưa gặp nhau trực tiếp. Đấy, chưa gặp nhau thôi, chỉ có chat thì các thứ thì cháu biết làm sao được. Thế là nên gặp tự nhiên hay là nên cố tình tìm? Tự nhiên. Gặp tự nhiên. Tự nhiên hay hơn. Cháu hôm nay đi 3 vòng mà là chưa tìm được ai cả. Thế để cô này cô dẫn về con cho cô bằng tuổi này. Cháu yêu con cô bằng tuổi xong. Nhưng mà các bác có không thích người nước ngoài không ạ? Nếu mà con của mình yêu một người nước ngoài. Ngôn ngữ bất đồng lắm lúc cũng thấy bất tín. Thế ngày xưa các bác tìm người yêu như nào ạ? Nếu mà đi giao lưu với nhau, gặp nhau thì thấy mình ưng cái anh nào đấy thì anh ấy mà đặt vấn đề mà mình cảm thấy nói chuyện hợp thì là hẹn hò nhau. Nhưng mà bây giờ cháu tìm vợ Việt Nam ở đây, cháu về Hàn Quốc yêu xa có được không ạ? Đương nhiên tình yêu vẫn không biên giới cơ mà. Vấn đề để hỏi cái người phụ nữ con gái mà cháu tìm hiểu có gặp. Chứ còn đúng như bà nói đấy, tình yêu không biên giới. Này bà nói thật là người Hàn rất quý Việt Nam và Việt Nam cũng rất quý người Hàn. Cháu đang yêu quý Việt Nam lắm. Nhưng mà cháu sợ yêu xa nhiều quá thì cháu chết luôn. Bài học của hôm nay, tình yêu không biên giới mọi người ạ. Ngày xưa người ta cấm tiệt, không có giao lưu với người nước ngoài. Không có ai là người nước ngoài đến được gần người Việt Nam. Bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì thoải mái. Thoải mái. Bây giờ chúng mày muốn lấy đứa nào thì chúng mày tha về. Cháu là người Hàn, nếu mà bây giờ tìm một người Việt Nam rồi lại về nước thì lại yêu xa thì có ông bà có đồng ý không ạ? Mày về mày phải mang nó về chứ mày yêu xa làm gì? Thế thì bà không đồng ý yêu xa? Không. Không, ngày xưa thì được. Ngày xưa nó khác, còn bây giờ nó khác. Bây giờ thời đại bây giờ xung quanh đi bao nhiêu là người. Chả nhẽ nó ngồi nó chở mày ở tận đâu à? À nó biết đâu mà nó chở. Mày yêu mày phải lấy ngay, mày mang về nước mày. Hoặc là mày ở đây. Cháu chắc chắn sẽ mang nó về. Mang nó về thế thì được. Thế ngày xưa chắc là lãng mạn hơn bây giờ đúng không ạ? Nếu lãng mạn nên là ngày xưa lãng mạn hơn. Bây giờ chúng nó thực tế thì làm gì có lãng mạn. Nhìn thấy một cái màu hồng rất là đẹp, cảm thấy cảm tình nhau là người ta yêu rồi. Người ta yêu được bằng tình yêu chứ người ta không yêu bằng vật chất. Kể cả cái một bông hoa dại cũng là tặng quà. Chứ không phải là yêu xa chẳng thấy phải vừa xoa. Đấy, một bánh xà phòng thế thôi. Nhưng mà ngày xưa thì không có điện thoại làm sao mà hẹn được ạ? À? Không. À không, không thư từ cũng hẹn. Thư này khi gặp nhau rồi nhá thì là cũng không phải là người ở đây ở với nhau chẳng hạn, không phải cùng cơ quan thì anh ở chỗ nào đấy, em ở chỗ nào đi giao lưu. Ví dụ là cơ quan nọ đi giao lưu cơ quan kia
xong bắt đầu là hẹn hò nhau thì viết thư, viết thư. Hay nhỉ? Hay chứ, ngày xưa hay hơn bây giờ thực tế lắm. Đấy, ngày xưa chả có gì, chả có uống nước, chả có đi chơi. Ngày xưa không có lãng mạn nào. Mà nó chả tặng cái gì. Ngày xưa có món quà bất ngờ không ạ? À, cũng có tao như nào đây, được đôi dép. Đôi dép. Đấy là lãng mạn lắm đấy, được đôi dép. Bây giờ chúng mày thì suốt ngày chơi bời ăn uống, tốn tiền, có khi chả lấy nhau. Ngày xưa chúng ta chả mất cái gì mà lại lấy nhau. Bọn cháu sẽ cố gắng hơn ạ. Ừ, đúng rồi. Xin lỗi nhưng mà ngày xưa các bác có nhiều người yêu không ạ? Không. Ngày xưa các bác còn yêu một đến hai người thôi. Một hai? Trung thủy luôn ạ? Đúng rồi, thủy đó. Cháu có nên yêu thử nhiều người không? Mày cứ yêu thoải mái. Thế á? Không, nói thế. Khi mà mình gặp người kiểu tâm đồng ý hợp thì mình cũng không nên cái kiểu dạng như là cứ như thế cũng làm khổ nhiều người chứ. Mỗi một lần yêu như thế mà lần đổ vỡ là người ta khổ. Hả? Ông kia cả, kia ông kia. Bác toàn yêu đơn phương thì đừng nghe ông này. Không yêu cầu kinh tế giàu. Ngày xưa không tính đến, chứ không phải là cô giàu tôi mới làm bạn hoặc là anh giàu tôi mới làm bạn đâu. Ngày xưa có hợp cháu về cái đầu này thì lúc ấy mới làm bạn với nhau được. Chứ không phải là thấy ông có cái cặp đẹp và tôi làm bạn đúng không cả. Cháu có biết cái bài hát không? Không. Ông bà tôi là tôi. Có. Tối cảnh hôm nay yêu nhau đi mua kem. Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 29 tuổi ạ. À, 29 thì chuẩn bị lấy được rồi. Vâng ạ. Nhà Hàn Quốc thì giàu này càng ngày càng muộn. Bây giờ 35 tuổi mới lấy. Ủa thì lấy thì phụ nữ nó già rồi. Ngày xưa chúng ta 18 đã hỏi, 20 đã cưới. Sống quá. Gặp tự nhiên, không còn hẹn hò, một không. Năm một lần cũng được. Chả sao? Mấy ừ. Năm một lần, chả từ từ chả gì cả. Thế là một năm một lần thì cô đơn quá. Không, có cái gì? Có cái người mà đã gọi là hẹn nhau rồi, xong rồi anh ấy đi chiến trường. Đi chiến trường chết luôn, chúng ta cũng cứ ở nhà chờ. Bây giờ hai bên nói với nhau và nói thì nhau bằng lời. Bạn là thế anh bây giờ anh đi này này, em ở nhà em đợi nhá. Khi nào anh xong việc thì anh về thì cưới nhé. Và được rồi. Cảm ơn ông bà rất nhiều ạ. Cảm ơn các ông ạ. Chào cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Bà. Các bạn ơi, tình yêu là một bài thập khó. Nghe nhiều câu chuyện từ ông bà ở đây thì cảm thấy cũng nhận được rất nhiều kiểu dũng cảm để tỏ tình ai đó, hoặc là tự dưng nhớ cái câu đó nhỉ. Tình yêu không biên giới, cho nên là cũng không cần sợ về yêu xa. Tự dưng nhìn một cô gái mà đẹp và bạn đó cũng nhìn tôi, cảm thấy cười nhau thì đấy luôn. Hơi sợ. Dù sao thì ngày xưa đơn giản, còn bây giờ thì càng ngày càng kiểu phức tạp hơn, mình kén chọn hơn. Cho nên là không thể mình kiểu xác định hoặc là định nghĩa được cái tình yêu là gì. Nhưng mà dù sao thì khó thật. Chúc các bạn mau tìm người yêu và hẹn gặp lại vào video sau nhá. Bye bye. Anh nhớ. Để tôi xem tay mày nào. Thằng này thì tốt đấy, nhà cửa đất đai rộng sức khỏe. Thế nhưng mà có mỗi là cái kinh doanh ấy nó không được cao lắm. Ví dụ ta đưa cho mày 10.000, anh chị kia 10.000, nhưng mà con kia nó kinh doanh được 15.000, còn em có khi được 8.000 và 10.000. Cháu đúng là không mê tiền nhưng mà thích danh dự hơn. Đấy. Thế là đúng không ạ? Thế thì được thành công.